chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 24 giờ TV. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nóng hổi nhất có trong ngày hôm nay. Tuấn Anh, Văn Toàn báo tin không thể vui hơn cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Chấn thương của Văn Toàn, Tuấn Anh ở trận gặp đội tuyển quốc gia Indonesia không nặng như dự kiến. Chiến thắng 4-0 của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước đội tuyển Indonesia trở nên không trọn vẹn khi Quang Hải dính thẻ vàng, bị treo giờ trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Malaysia, còn Tuấn Anh và Văn Toàn dính chấn thương. Được biết, sau cú vào bóng như triệt hạ của đối thủ Indonesia ở phút thứ 22, Tuấn Anh đã bị đau và buộc phải thay ra sân. Sau trận đấu, anh cho biết cổ chân bị đau không thể chạy được. Trong khi đó, sau trận đấu, mọi người cũng thêm âu lo khi thấy Văn Toàn được Công Phượng cõng ra sân. Được biết, Văn Toàn cũng bị đau sau những pha va chạm với hàng thủ của Indonesia, nhưng cái hông đau của Văn Toàn không quá nghiêm trọng. Theo thông tin của chúng tôi từ UAE thì đến buổi tập tối ngày 8 tháng 6, cả Văn Toàn và Tuấn Anh đều đã có thể tập luyện cùng các đồng đội. Bộ đôi Hoàng Anh Gia Lai tập cùng những cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thi đấu ở trận gặp Indonesia. Những cầu thủ không được ra sân ở trận đấu vừa rồi sẽ được bố trí một giáo án khác. Việc Tuấn Anh, Văn Toàn vẫn có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội tại đội tuyển quốc gia là một tin mừng với người hâm mộ Việt Nam cũng như huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi điều này cho thấy chấn thương của cả hai là không quá nặng như đồn đoán. Vậy nên cơ hội để Văn Toàn, Tuấn Anh có thể ra sân ở trận gặp đội tuyển Malaysia vẫn là hoàn toàn có cơ sở. Mọi thông tin về tình hình chấn thương của các tuyển thủ quốc gia Việt Nam sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Ngày 11 tháng 6 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu đội tuyển Malaysia. Đây được xem là trận bản lề cho tham vọng đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuấn Anh, Văn Toàn trầm tư khi tập cùng đội tuyển Việt Nam. Sau chiến thắng trước Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho tuyển Việt Nam tập sớm hơn thường lệ và có thể thấy Văn Toàn, Tuấn Anh cùng Văn Thanh vẫn tập nhẹ cùng với đội hình đá chính. Sau một ngày nghỉ ngơi tại khách sạn Crowne Plaza, tuyển Việt Nam đã có buổi tập nhẹ hồi phục vẫn trên sân tập Saab Al Ahly. Một điểm khác biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo cho các học trò tập sớm lúc 19 giờ địa phương, lúc 22 giờ Việt Nam, trong đó có cả những cầu thủ bị đau sau trận gặp Indonesia như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh. Không bất ngờ khi đội hình đá chính hoặc đá nhiều gồm Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Tiến Linh, Ngọc Hải, Duy Mạnh được ông Park gom riêng ra một góc. Sau phần làm nóng, tất cả được vận động tại chỗ và chạy nhẹ để hồi phục. Trong khi đó, nhóm ít hoặc chưa có cơ hội ra sân vẫn được tập theo một giáo án khác, tất nhiên nặng hơn. Chưa ra sân ở trận gặp Indonesia nhưng không hẳn Trọng Hoàng, Đình Trọng, Văn Hậu, Minh Vương không có cơ hội ở trận tới gặp Malaysia. Có thể thấy quyết tâm và sự tập trung của tuyển Việt Nam dù vừa có trận thắng Indonesia 4-0 để có 14 điểm, giữ nguyên khoảng cách 2 điểm với đội nhì bảng UAE, nhưng có thể thấy toàn đội đã hiểu rõ yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo không quá mải mê trên chiến thắng. Thông tin trên đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 24 giờ TV. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những nội dung hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 24 giờ TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.